Dạ vâng, Thanh Tùng Hàng Bãi xin chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 5 cặp loa, trong đó có một cặp Sony và một cặp Victor và một cặp Technic SB7 và một cặp Pioneer CSF7000 và một cặp Kenwood NS11 Book Sale đấy ạ. Và các bác xem video của Tùng Audio chuyên âm Thanh Bãi Trường Ninh Nam Định, hãy cho em một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất ở bên em ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu với các bác là một cặp Sony, model của nó là 1250 ạ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Sở hữu một bát 20 màng giấy gân mút và một tuyến tép giấy ạ. Có một bát cộng hưởng cũng là 20cm đấy ạ, cũng màng giấy gân mút đấy ạ. Loa được nặng một lớp xi màu vàng vân gỗ. Chiều cao của loa là 67cm, rộng 35 và sâu cả ê căng là 29cm ạ. Loa rất là đẹp, các bác nhìn ba tuyến loa rất là đều ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác ngắm đủ đẹp chưa ạ? Vuông thành sắc cạnh luôn đấy ạ, không có bề nở sứt sẹo gì luôn. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ của cả cặp. Các bác ngắm xem đủ đẹp chưa ạ? Không có bị trầy, sứt mẻ gì ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Có một vết đen đen, đấy là vết mực đấy ạ, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Thì các bác thấy là em sẽ lau dọn sạch sẽ cho các bác ạ. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác ạ. Model của nó là Sony SS1250, trở kháng 8 ohm, công suất max là 40W ạ, 80W cho cả cặp đấy ạ. Một cặp loa bình dân, nghe nhạc trong phòng rất là hay ạ. Bên em đang bán giá cặp loa Sony 1250 là 2.500.000 ạ. 2.500.000 là các bác đã sở hữu được một cặp loa rồi đấy ạ. Và tiếp em xin giới thiệu một cặp Victor 303. Hôm trước em có một cặp, hôm nay em lại có một cặp đẹp hơn như cặp hôm trước ạ. Cặp hôm trước thì đã có một bác chốt và hôm nay em lại có Victor 303. Được sở hữu một bát 25 màng giấy gân mút và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy ạ. Nó một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở về phía dưới ạ. Nó rất là đẹp luôn ạ. Nó được nặng một lớp xi màu vàng vàng đen đấy ạ, vân gỗ. Chiều cao của loa là 80cm, rộng 39cm và sâu cả ê căng là 32cm ạ. Rất là đẹp ạ. Gông kiềng sáng choang ạ, không có bị rôm rỉ gì ạ. Đây em quay tiếp tuyến đỉnh ạ. Tuyến đỉnh của loa rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác ngắm đủ đẹp chưa ạ? Không có bị trầy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông ạ. Các bác ngắm xem đủ vuông thành sắc cạnh chưa ạ? Loa rất là tươi ạ. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác cặp loa Victor GS303, trở kháng 8 ohm, công suất max là 50W ạ, 100W cho cả hai, cho một cặp đấy ạ. Độ giải tần là 35 đến 25.000 Hz ạ. Một cặp loa rất là đáng chơi ạ, rất là đẹp luôn ạ. Bên em đang bán là 3.800.000 cho một cặp Victor GS303. Các bác yêu thích một sản phẩm nào xin hãy liên hệ cho em Tùng Audio chuyên âm Thanh Bãi Trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Các bác xem video hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất ở bên em ạ. Tiếp em xin giới thiệu một cặp Technic SB7 ạ. Rất là gấu luôn ạ. Được sở hữu bát 25 màng chống gân mút và một tuyến trung chống và một tuyến tép điện ạ. Có hai vi tinh chỉnh cho giải cao đấy ạ. Loa rất là đẹp luôn ạ. Sở hữu một lớp xi màu nâu vân gỗ ạ. Chiều cao của loa là 65cm, rộng 36cm và sâu cả ê căng là 32cm đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp.
Các bác nhìn vần vèo rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Không có bị chảy ạ, không có bị sứt mẻ gì ạ. Wow. Quá đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông ạ. Bộ cá cạp. Các bác ngắm xem. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác. Cặp noa Technic SB7 trở kháng 8 ôm, công suất đầu vào là 90W, công suất mắc là 130W đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Các bác cùng ngắm lại noa và em báo giá cho cặp noa Technic SB7. Bên em đang bán giá là 4.700.000 ạ. Đáng chơi đấy ạ, giá rất yêu thương ạ. 4.700.000 ạ. Và tiếp em xin giới thiệu một cặp Pioneer CS F7000 ạ. Sở hữu bát 2 năm, màng giấy gân mút và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy ạ. Các bác nhìn tuyến noa rất là đẹp luôn ạ. Sở hữu một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở ở phía dưới đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Noa được nặng một lớp xi màu đen ạ. Chiều cao của noa là 74cm, rộng 36 và sâu cả ê căng là 33cm ạ. Noa rất là đẹp ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cá cặp. Không có bị bể nở sứt sẹo gì ạ. Vuông thành sắc cạnh luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông, hông của cá cặp. Rất là đẹp luôn ạ. Có led light trái phải đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cá cặp. Các bác ngắm xem đủ đẹp chưa ạ. Vuông thành sắc cạnh luôn ạ. Tuyến đỉnh cho đến tuyến hông và tuyến hậu ạ. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác cặp noa. Model của nó là CSF7000. Công suất mắc là 70W, trở kháng 8 ôm ạ. Các bác cùng ngắm lại noa. Và em báo giá cho các bác cặp noa CSF7000 là 5.300.000 ạ. 5.300.000 cho một cặp Pioneer CSF7000 ạ. Và tiếp em xin giới thiệu cho các bác một cặp đúc xeo, rất nhiều bác hỏi ấy. Hôm nay em lại có cặp Kenwood. Model của nó là NS11 ạ. Sở hữu bát 18, màng carbon gân mút và một tuyến chung carbon đấy ạ. Và một tuyến tép đôm, có một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 4cm thở phía đằng trước và một vi tinh chỉnh cho giải cao ạ. Noa được nặng một lớp xi màu đen, chiều cao của noa là 40cm, rộng 22cm và sâu cả ê căng là 23cm đấy ạ. Và em quay chi tiết cho các bác tuyến hông ạ. Rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác ngắm xem đủ đẹp chưa ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cá cặp. Rất là vuông thành sắc cạnh luôn đấy ạ. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác cặp noa Kenwood NS11 trở kháng 6 ôm, công suất mắc là 130W ạ. Rất là gấu ạ. Và các bác cùng ngắm lại noa. Em báo giá cho các bác cặp noa Kenwood NS11 bên em đang bán là 3 triệu ạ. 3 triệu đồng ạ. Và đến đây em xin tạm dừng video. Các bác xem video của em, hãy cho em tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất ở bên em ạ. Và đến đây em xin chào các bác ạ.